Lịch thi đấu World Cup nữ 2023 ngày 2 tháng 8, đội tuyển Việt Nam nhận chỉ thị mới ngay sau World Cup. Tâm điểm của ngày thi đấu 2 tháng 8 ở World Cup nữ 2023 là các trận đấu có sự tham dự của đội tuyển Ý, Thụy Điển, Pháp và Brazil. Lúc 14 giờ sẽ diễn ra trận đấu ở bảng G World Cup nữ 2023, tuyển Nam Phi gặp Ý và Argentina so tài với Thụy Điển. So với hai lượt trận tại bảng G, tuyển nữ Thụy Điển giành được 6 điểm tuyệt đối, qua đó đoạt vé vào vòng 16 đội sớm một lượt đấu. Đứng thứ hai tạm thời là đội tuyển Ý. Tuyển nữ Nam Phi và Argentina chia nhau hai vị trí cuối bảng. Ở lượt trận cuối cùng, nếu muốn đi tiếp, Argentina buộc phải thắng Thụy Điển, đồng thời phải chờ kết quả có lợi từ trận đấu giữa Nam Phi với Ý. Tương tự, nếu muốn đi tiếp, Nam Phi bắt buộc phải giành 3 điểm trước Ý và chờ đợi kết quả có lợi từ trận Argentina gặp Thụy Điển. Về phía tuyển Ý, với lợi thế về mặt điểm số, họ chỉ cần hòa Nam Phi sẽ giành vé đi tiếp. Giới chuyên môn dự đoán khó có bất ngờ xảy ra ở lượt cuối bảng G, tuyển nữ Thụy Điển và Ý sẽ là hai đội giành tấm vé đi tiếp. Đến 17 giờ sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng tại bảng F, Jamaica đụng độ Brazil và Pháp chạm trán Panama. Sau hai lượt trận, tuyển Pháp và Jamaica có cùng được 4 điểm, chia nhau hai vị trí đầu tiên. Đứng thứ ba là tuyển nữ Brazil với 3 điểm, còn Panama chưa có được điểm số nào xếp chót bảng. Ở lượt cuối, tuyển nữ Jamaica chỉ cần hòa Brazil là giành vé đi tiếp. Tương tự, tuyển nữ Pháp cũng cần một điểm trước Panama để chắc chắn vượt qua vòng bảng. Tuy vậy, với thực lực vượt trội, tuyển nữ Pháp sẽ hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Panama để đoạt ngôi đầu. Trong khi đó, tuyển nữ Brazil phải đánh bại Jamaica mới có thể giành tấm vé đi tiếp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những thông báo mới nhất về lịch thi đấu, kết quả cũng như bảng xếp hạng của vòng chung kết World Cup nữ 2023.